Tối qua, mọi ánh mắt của những người yêu bóng đá đều hướng về Nyon, Thụy Sĩ để dõi theo những lá thăm xác định cặp đấu vòng 1/8 UEFA Champions League. À, có lẽ trừ Argentina, bởi họ còn mải ăn mừng kỷ niệm một năm vô địch World Cup 2022. Cựu danh thủ Chelsea, John Terry, là người được Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA mời tham gia bốc thăm. Có thể thấy sau nhiều năm, huyền thoại trong làng ôm vợ bạn rất phong độ và điển trai. Bên cạnh vẻ lịch lãm của Terry, các cổ động viên còn thán phục khả năng bốc thăm phải nói là tương đối cần kèo của cựu cầu thủ Chelsea. Và kết quả cụ thể như sau: là thăm may rủi đưa PSG gặp Real Sociedad thay vì các đội nhất bảng hùng mạnh khác. Porto sẽ gặp Arsenal, trong khi PSV gặp Dortmund. Bayern Munich chỉ gặp Lazio, trong khi Real Madrid đụng độ Leipzig. Nhà đương kim vô địch Man City gặp đối thủ được cho là dễ thở nhất vòng 16 đội, Copenhagen. Hai cặp đấu đáng xem nhất vòng 16 đội Champions League mùa này là Inter Milan gặp Atletico Madrid và Napoli tái ngộ Barcelona. Hai đội bóng này từng gặp nhau ở Europa League mùa 2021-2022 với phần thắng thuộc về đại diện La Liga. Vòng 16 đội Champions League mùa này sẽ diễn ra trong vòng 4 tuần. Các trận đấu lượt đi diễn ra vào 4 ngày: 13, 14, 20 và 21 tháng 2 năm 2024. Các trận đấu lượt về diễn ra vào các ngày: mùng 5, mùng 6, 12 và 13 tháng 3 năm 2024. Trận chung kết Champions League mùa này diễn ra tại sân vận động Wembley tại London, Anh vào ngày mùng 1 tháng 6. Chắc chắn rồi, những người chắp tay cảm tạ Chúa vì đã ưu ái mình sẽ là PSG. Ở vòng bảng, đoàn quân của Luis Enrique đã không tốt chút nào và thậm chí còn suýt bị loại. Việc chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau Dortmund đã khiến PSG không được chạm trán với PSV, đối thủ mà Dortmund sẽ chạm trán ở vòng tới. Nhưng quả thật, Real Sociedad vẫn là lá thăm quá nhẹ so với suy đoán của giới chuyên môn lúc đầu. Người ta cho rằng PSG sẽ phải chạm trán với Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona cơ mà. Tất nhiên, Real Sociedad không phải là hạng thép dìu. Họ đã xuất sắc xếp trên đường kim Á quân Inter Milan để giành vị trí nhất bảng. Nhưng nếu PSG chỉ đúng sức, họ sẽ chẳng hề gặp khó khăn trong việc đánh bại đội bóng Sivasspor. Thành tích tốt nhất của đội đang đứng thứ 6 ở La Liga tại châu Âu là bán kết C1 năm 1983, khi họ thua Hamburg. Còn nếu tính Champions League, Real Sociedad chưa từng đi xa hơn vòng 1/8. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Luis Enrique là đảm bảo chữ nếu ấy không xảy ra. PSG chưa bao giờ thiếu ngôi sao, nhưng họ quá yếu bóng vía tại Champions League, dù rằng đây lại là đấu trường mà họ đặt mục tiêu cao nhất ở mỗi mùa giải. Và để làm điều ấy, Enrique cần đảm bảo rằng điểm rơi phong độ của PSG sẽ là vào tháng 2 năm sau. Nói như vậy là bởi lịch chẳng quá dễ dàng nên PSG thường áp đảo giải đấu này từ rất sớm. Họ đá mà không phải chịu sức ép nào. Như vậy thì làm sao có thể thi đấu tốt ở Champions League? Giải đấu đòi hỏi yếu tố bản lĩnh để đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ sẽ không hề đơn giản cho Luis Enrique. Và hãy nhớ rằng hai mùa gần nhất PSG đều bị loại ở vòng 1/8. Bayern Munich cũng là đội rất thoải mái khi chỉ phải chạm trán Lazio. Sở hữu một Harry Kane đang rất khát khao chinh phục các chiếc cúp, giúp hùm xám không bao giờ lo thiếu bàn thắng. Vấn đề của Thomas Tuchel là chấn chỉnh lại hàng phòng thủ ngu ngơ như bò đầu nơ của mình. Nhưng kể cả khi Tuchel chưa kịp làm điều ấy, trước khi loạt trận vòng 1/8 diễn ra, thì Lazio có lẽ cũng không thể khai thác điểm yếu của Ben. Đội mạnh nhất cũng là đội nhan nhất vòng này. Đương kim vô địch Man City sẽ có thử thách ở vòng tiếp theo là Copenhagen. Thực ra cũng chẳng đáng được gọi là thử thách bởi câu lạc bộ Đan Mạch quá yếu so với đội chủ sân Etihad. Họ có thể đá đít Man United khỏi Champions League, nhưng Quỷ Đỏ và người hàng xóm của họ là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Đúng là Man City đang gặp những rắc rối, nhất là hàng phòng ngự, nhưng để Copenhagen tạo ra địa chấn nữa, nghe còn khó tin hơn là bảo Hoài Linh trong sạch khi quyên góp từ thiện. Nếu đá vào giai đoạn này thì may ra còn có tí hy vọng, nhưng thời gian tới sẽ là lúc mà Pep Guardiola tìm ra giải pháp để dẹp bỏ những lỗ hổng trong đội hình. Thậm chí bộ não quá nhiều nếp nhăn của vị huấn luyện viên đầu hói này còn có thể tạo ra các sơ đồ mới trong thời gian tới. Tóm lại, Copenhagen vào tới vòng này là quá may rồi. Man City sẽ là chặng dừng chân của họ tại Champions League 2023-2024. Một ứng viên sang giá khác cho chức vô địch là Real Madrid sẽ đụng độ Leipzig, một câu lạc bộ đến từ Đức. Đôi bên không gặp nhau trong quá khứ cho đến mùa trước. Họ nằm trong cùng bảng Champions League và Leipzig đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Một năm trôi qua, Real đã có nhiều thay đổi và dễ nhận thấy nhất là sự xuất hiện của Jude Bellingham. Không gì có thể ngăn cản siêu sao người Anh ghi bàn cho máu Real Madrid. Rạng sáng hôm qua, Bellingham tiếp tục tỏa sáng để giúp Real Madrid có được vị trí đầu bảng. Eurosport thông kê, Bellingham đã ghi được bàn thắng thứ 17 của mình cho máu Real Madrid sau 20 lần ra sân ở mọi mặt trận. Riêng ở đấu trường La Liga, tuyển thủ Anh đã bỏ túi 13 bàn cùng với 2 kiến tạo. Anh tiếp tục dẫn đầu danh sách dội bom tại Tây Ban Nha, bỏ xa người đứng thứ hai, Borja Mayoral của Getafe, 3 bàn. Nếu không gặp vấn đề về sức khỏe và đủ sức ra sân,
Bellingham sẽ giúp Real đánh bại đối thủ này. Người hàng xóm của Real là Atletico thì không hề đơn giản chút nào khi phải đụng độ thử thách rất lớn mang tên Inter Milan. Nhìn chung đây là cặp đấu cân tài cân sức và rất khó để đoán xem ai giành quyền đi tiếp. Chỉ có một điều chắc chắn rằng cuộc chạm trán này sẽ là liều thuốc ngủ cực mạnh với những ai bị mất ngủ. Cả Atletico và Inter Milan đều không phải là những đội bóng cởi mở trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Và thật trớ trêu là hai câu lạc bộ chuyên đá cửa dưới giờ lại phải đọ sức. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu có rất ít bàn thắng. Chúng tôi nghiêng về khả năng Atletico sẽ thắng hơn. Và xét về mặt tình cảm thì tôi cũng nghiêng về phần thầy trò Diego Simeone, bởi khá lâu rồi họ không để lại ấn tượng tại Champions League. Nhắc đến Simeone thì đây là trận đấu rất đặc biệt với cá nhân ông. Simeone đã đối đầu với đội bóng mà mình từng khoác áo khi còn là cầu thủ. Huấn luyện viên người Argentina đã chơi cho Inter Milan trong 2 năm, từ 1997 đến 1999, ra sân 57 lần và ghi được 11 bàn thắng. Trái ngược với cặp đấu buồn ngủ kể trên thì Barca và Napoli lại là cuộc so kè của những kẻ muốn xông lên tìm đường vào khung thành của đối phương. Cặp đấu này cũng cực kỳ nhiều điểm thú vị. Họ cùng là đương kim vô địch giải đấu quốc nội mùa trước, cùng đang gặp vấn đề ở hàng công dẫn đến sa sút nghiêm trọng về thành tích. Song cuộc chiến của những kẻ cùng khổ này, Barca vẫn là đội chiếm ưu thế. Họ có nhiều ngôi sao hơn và có thể đặt niềm tin vào câu lạc bộ xứ Catalonia. Cuối cùng là cặp Arsenal và Porto. Arsenal mới trở lại Champions League sau 6 mùa giải vắng bóng, nhưng ngay lập tức gây ấn tượng khi giành ngôi nhất bảng B. Đoàn quân của Mikel Arteta đang có phong độ rất cao, dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Pháo thủ chạm trán Porto ở vòng 16 đội và họ nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này. Sân Braga của Porto là một chảo lửa thực sự ở châu Âu và Arsenal từng nhận thất bại tại đây trong mùa giải 2009-2010 với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, nhìn về mặt tương quan lực lượng hiện tại lẫn phong độ ghi bàn trong quá khứ, 12-4, Arsenal vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Porto cùng lắm chỉ có thể gây khó ở Braga. Lần gần nhất mà Arsenal lọt vào tứ kết là vào mùa giải 2009-2010. Khi đó, Arsenal đánh bại Porto ở vòng 16 đội. Một số bạn thắc mắc hỏi rằng: "Anh ơi, sao Man United lại biến khỏi danh sách các đội?" Hoặc "Anh ơi, Man United đâu rồi nhỉ?" Vậy thì chúng tôi xin thưa là Quỷ Đỏ mùa này chỉ đá ở cúp C sủi, được tổ chức vào ngày 30 tháng 2 năm sau. Quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.